xin chào quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết D13 ngày 14 tháng 6 của trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin cuối cùng về cơn bão số 2 sáng sớm nay 13 tháng 6 sau khi đổ bộ vào đất liền bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đến trưa nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp hồi 13 giờ ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc 104,3 độ kinh đông trên khu vực thượng lào Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km h Sau đó thì nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa xa phía đông nam của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông. Tại các khu vực đất liền, bao gồm cả miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long, đều có gió nhẹ hướng Nam đến Đông Nam, Đáng chú ý là nền nhiệt độ ngày mai ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh bắt đầu sẽ tăng lên khá nhanh, thấp nhất là 26 độ và cao nhất có thể chạm ngưỡng 33 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, trời cũng cơ bản là nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào và rông. Nhiệt độ tương tự như các khu vực trong đất liền. Trên biển có gió đông nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống dưới từ 4 cho đến 10 km trong mưa thời tiết nhìn chung là không gây trở ngại cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với tình hình thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay, 13 tháng 6, ở đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 cho đến 100mm, có nơi trên 120mm. Tuy nhiên thì ngày mai mưa sẽ giảm nhanh chóng, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ trưa chiều ngày mai sẽ có nắng trở lại với nhiệt độ tăng lên mức từ 30 cho đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ không bị ảnh hưởng nhiều của hoàn lưu bão số 2, ngoại trừ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rào và rông rải rác. Còn lại từ Huế cho đến Bình Thuận, trong ngày mai trời phổ biến là ít mưa, nắng nóng sẽ bắt đầu nhạt nhóm trở lại. Còn dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên. Nhiệt độ trưa chiều ngày mai sẽ xấp xỉ từ 35 cho đến 36 độ. Dự báo nắng nóng sẽ lan rộng và gia tăng hơn về cường độ tại miền Trung từ ngày 15 tháng 6. Do gió mùa Tây Nam hoạt động yếu trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trưa chiều ngày mai sẽ dao động ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Về chiều và tối thì những cơn mưa rông sẽ xuất hiện rải rác trên toàn vùng, song lượng mưa sẽ không lớn và diễn ra trong thời đoạn ngắn. Về đêm và sáng sớm thì nhiệt độ sẽ giảm, thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam tương đối là mát mẻ và dễ chịu. Chuyển sang thời tiết trên biển. Từ ngày mai thì cường độ gió sẽ giảm, thời tiết sẽ trở lại trạng thái ổn định trên các vùng biển của nước ta, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế, các hoạt động hàng hải và khai thác ngư trường có thể diễn ra bình thường.